Hola mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Toàn Tóc Tai. Mọi người ơi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là tới Tết rồi. Các bạn đã có kế hoạch chuẩn bị gì cho cái phong cách, cái ngoại hình của mình trong mùa Tết này chưa? Mình đoán nhá, là chưa đúng không? Kiểu gì thì tới sát Tết các bạn mới bắt đầu lo chuẩn bị. Đó là một điều khá là quen thuộc từ bản thân mình cũng như là những bạn bè xung quanh mình, ai cũng như vậy cả. Tuy nhiên, đó cũng là một cái sai lầm khá là phổ biến. Bởi vì sát Tết mà các bạn chuẩn bị thì sẽ không có đủ thời gian để làm những cái phong cách mà mình mong muốn. Nên là video này mình sẽ gợi ý một số kiểu tóc, một số phong cách mà các bạn có thể theo đuổi và lên kế hoạch bắt đầu nuôi ngay từ bây giờ để Tết này để năm sau có một cái phong cách thật là khác so với năm trước. Ok, bây giờ bắt đầu nhá. Video này được tài trợ bởi Lục Thượng Haircare, một local brand của Việt Nam về tóc tai, chuyên sử dụng những sản phẩm organic thiên nhiên lành tính để đảm bảo cho các bạn luôn luôn có một mái tóc chắc khỏe và luôn luôn đẹp kể cả khi nó lộn thường. Như mình đã chia sẻ lúc nãy là từ đây tới Tết chỉ còn đâu đó 3 tháng thôi. 3 tháng để tóc mọc bình thường thì đâu đó các bạn chỉ mọc được từ 3-5cm thôi, là tầm này. Như vậy cũng không có thay đổi gì mấy. Nên là trong video này mình cũng sẽ chia sẻ một số cái tip giúp cho tóc của bản thân mình được mọc nhanh hơn trong một thời gian ngắn. Và bên cạnh đó thì vì thời gian chỉ có 3 tháng thôi nên là mình sẽ chia sẻ một số kiểu tóc unisex ở một mức độ dài vừa phải, chứ không phải là một số kiểu nó rất là dài như là kiểu man bun hay là một kiểu xõa ra, như thế chắc chắn là không kịp đâu. Đó là lưu ý thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với kiểu tóc đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên là kiểu mullet. Kiểu này đã rất là nổi trong nhiều năm nay rồi. Ngay từ khi được dịch bắt đầu thì đã có rất nhiều bạn đã bắt đầu nuôi mullet. Và phải công nhận thì mullet là một kiểu tóc rất là dễ nuôi và hiệu ứng của nó mang lại cũng rất là hay ho, tạo cho người để một cái nhìn rất là quậy, thậm chí là trông hơi trẻ trâu nếu mà các bạn để sai cách. Nhưng mà để đúng thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ có một cái ngoại hình rất là bụi bặm. Với 3 tháng thì mình tin chắc các bạn hoàn toàn có thể nuôi được kiểu tóc mullet. Nếu mà cơ địa của các bạn mọc tóc chậm ấy thì có thể nuôi được kiểu short mullet vẫn rất là đẹp nha. Đây là một kiểu tóc có thể thay đổi hoàn toàn phong cách của các bạn trong mùa Tết năm nay, nếu mà trước giờ các bạn chưa để một kiểu tóc kiểu cá tính như vậy. Cách để có được kiểu tóc này cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần tập trung nuôi dài ở phần gáy nhé. Bởi vì mullet đặc điểm chính của nó là cái phần gáy dài hơn bình thường, nên là các bạn sẽ tập trung kích mọc tóc dài ở phần gáy của mình, làm sao cho 2-3 tháng tới tóc của các bạn ở phần gáy nó phải mọc thật là nhanh và đạt đủ độ dài. Độ dài tối thiểu cần phải đạt cho phần gáy đó là từ giữa cổ trở đi, thì phần gáy của các bạn phải mọc đâu đó ít nhất từ 4cm trở lên. Còn nếu các bạn muốn nuôi phần gáy này dài hơn, mullet dài hơn thì phải kích cho tóc mọc nhanh dài nhanh hơn nữa, đúng không? Và tiện thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cái cách để kích mọc tóc chủ yếu ở phần gáy cho các bạn nhé. Đó chính là các bạn hãy sử dụng những sản phẩm hỗ trợ phát triển tóc như là một chai xịt bơ như thế này của nhà Lộn Thường. Cơ chế hoạt động của chai bơ này là dùng hỗn hợp Redensil, một hỗn hợp giúp mọc tóc rất là tốt và đang là một trong những công nghệ phát triển tóc hiện đại nhất hiện nay. Các bạn hoặc tôi có thể search trên mạng để kiếm cái hỗn hợp này, thông tin cụ thể của nó như thế nào nhé. Và nhớ nếu các bạn nuôi mullet thì hãy xịt chủ yếu vào phần gáy, massage đều từ 5 đến 10 phút hàng ngày thì cái phần gáy của các bạn sẽ được kích ra rất là nhanh so với những phần khác. Từ đó thì 1 tháng tới 1 tháng rưỡi thì các bạn đã đạt được cái kiểu tóc mullet tầm short rồi. Còn nếu muốn dài hơn thì hãy kiên trì dùng nó 2 tháng trở đi. Và sau khi đạt đủ chiều dài rồi thì các bạn chỉ cần ra tiệm cắt tỉa lại một tí. Nhớ là tỉa nha, chứ không phải là đi cắt đâu. Bỏ công nuôi mấy tháng trời mà đi cắt phăng một phát là rồi đấy. Tỉa lại một tí cho nó thật là sắc nét, cho nó đúng vào form của mullet. Và thế là các bạn đã có một kiểu tóc mullet rồi. Quá đơn giản đúng không? Độ khó để nuôi được kiểu mullet này từ đây tới Tết theo bản thân mình đánh giá thì đâu đó tầm 2,5 trên 5 sao thôi. Nói chung là khá là dễ đấy, các bạn hoàn toàn có thể làm được nhá. Ok, đấy kiểu tóc thứ hai, một kiểu tóc mà nó sẽ mang thiên hướng unisex hơn rất là nhiều. Đây là một kiểu tóc mà những bạn nữ hay để, nhưng mà khi biến thể qua những bạn nam thì phần gáy nó sẽ hơi khác một tí. Nói tóm tắt về đặc điểm của kiểu tóc này, nó sẽ mang lại một cái nét rất là unisex cho người để. Các bạn sẽ có mỗi ngoại hình rất là phi giới tính. Yêu cầu độ dài để đạt được kiểu tóc này đó là tất cả các phần trên đầu tóc của các bạn phải dài đều, chứ không giống như kiểu mullet lúc nãy là các bạn chỉ tập trung nuôi phần gáy thôi đâu. Kiểu tóc này sẽ tập trung nuôi toàn bộ phần tóc trên đầu của các bạn luôn, nên độ khó thì chắc chắn là khó hơn rất là nhiều so với kiểu mullet rồi. Nếu mà trong vòng 3 tháng để đạt được kiểu tóc này thì bản thân mình thấy các bạn phải cố gắng kiên trì khá là nhiều đấy. Nếu mà cái đầu tóc hiện tại của các bạn đã đạt được một chiều dài nhất định rồi, ví dụ như là mái qua mắt nè, có một tí gáy, thì các bạn hoàn toàn từ đây tới Tết có thể nuôi được kiểu tóc pop này. Cách nuôi thì cũng khá là tương tự với kiểu mullet, nhưng mà thay vì tập trung xịt cái chai bự bơ này phần gáy thì các bạn sẽ xịt toàn bộ bề mặt da đầu luôn nhá, và massage toàn bộ bề mặt da đầu luôn. Như thế thì các bạn sẽ mau chóng có được một kiểu tóc dài hơn. Rồi khi đạt đủ độ dài, ra tiệm và cắt thôi. Nếu các bạn muốn biết chi tiết về cách cắt của kiểu tóc này hơn, các bạn hoàn toàn có thể xem lại video của mình đã từng đi cắt kiểu tóc này rồi nhá. Chấm điểm độ khó 4/5 sao, khá khó đấy. Kiểu tóc thứ ba cũng khá là được ưa chuộng trong thế giới tóc unisex mà mình thấy gần đây có nhiều bạn đang để, đó là kiểu mullet cyborg. Đây là sự kết hợp giữa kiểu mullet và kiểu cyborg. Nó lấy phần gáy của kiểu mullet và phần mái của kiểu cyborg, nên là các bạn thấy kiểu tóc này đấy, nó có sự cá tính và nó có sự lãng tử luôn. Nếu bạn nào đang muốn thay đổi phong cách của mình Tết này, có một cái kiểu tóc thật là lãng tử nhưng mà cũng có một tí cá tính, và trước giờ các bạn toàn để kiểu cyborg thôi, thì lần này các bạn hoàn toàn có thể thử cái kiểu cyborg mullet này nhá. Từ những kiểu tóc ngắn hay là kiểu cyborg chuyển qua kiểu cyborg
Rock Mullet thì cũng rất là đơn giản, các bạn vẫn tiếp tục tập trung nuôi phần gáy như một kiểu mullet thông thường. Thêm vào đó thì hãy nhớ chia ngôi tạo kiểu ở phần mái nữa. Nếu mà bạn nào chưa từng chia ngôi thì các bạn hoàn toàn có thể ra tiệm nhờ người ta chia giùm, hoặc là các bạn có thể tự vuốt bằng tay cũng được, cũng khá là đơn giản thôi. Kiểu tóc này thì mình chấm đâu đó cũng 3-5 sao thôi. Kiểu tóc thứ tư mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là kiểu short waff cut. Mình đã chia sẻ rất nhiều về kiểu waff cut rồi đúng không? Đây là một kiểu tóc mang lại phong cách rất là lãng tử và nó rất là unisex luôn, được rất nhiều người nổi tiếng để vào lăng xê. Tuy nhiên từ đây tới Tết mà các bạn để được kiểu waff cut thì mình rất là nể đấy, bởi vì nó rất là khó, thời gian quá ngắn để nuôi được kiểu waff cut. Nhưng mà thay vào đó có kiểu short waff cut cũng rất là đẹp, cũng rất là cá tính và các bạn hoàn toàn có thể để được trong chỉ vỏn vẹn 3 tháng nuôi thôi. Short waff cut đơn giản là một kiểu ngắn hơn của kiểu waff cut, vậy nên các bạn vẫn tiếp tục nuôi dài, làm sao để đạt đủ độ dài rồi đi ra tiệm cắt. Short waff cut thì các bạn hãy tập trung nuôi toàn bộ bề mặt da đầu nha, không chỉ là tập trung ở phần gáy không thôi đâu. Mình chấm điểm cho độ khó kiểu short waff cut từ đây tới Tết có thể nuôi được là tầm 3.5/10, nó cũng tương đối đơn giản. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ 4 kiểu tóc unisex không quá dài để các bạn có thể bắt đầu nuôi tóc từ ngay bây giờ. Và Tết năm nay nếu các bạn để một trong 4 kiểu tóc trên thì chắc chắn các bạn sẽ có một cuộc cách mạng về ngoại hình đấy. Đương nhiên là các bạn sẽ trở nên độc lạ hơn, cá tính hơn và đặc biệt là sẽ có một sự tươi mới trong Tết năm 2024 này. Hello mọi người, sau khi tắt video hoàn thành các thứ thì mình mới phát hiện ra là mình đã thiếu một đoạn. Hình như đoạn đó mình quên bấm quay hay sao ấy, nên là bây giờ mình phải quay lại đây. Mình quay lại khá là gấp nên là mọi người đừng có để ý đồ tóc gì quá nha. Đây là tóc mà mình để ở nhà đấy. Cái đoạn mình thiếu là những chương trình khuyến mãi của Lùm Thùm Haircare trong cái tháng 11 này. Để cho bạn nào chưa biết thì tháng 11 này là tháng sinh nhật của nhà tài trợ Lùm Thùm Haircare. Đây là toàn bộ sản phẩm đều được giảm giá. Đặc biệt hơn là những bạn nào mà mua từ ngày 21 tới ngày 25 tháng 11 năm 2023 sẽ dính thêm sự kiện là Black Friday nữa. Đây là được sale rất là mạnh. Bạn nào mua hàng với hóa đơn trên 199k là được tặng chai tinh dầu mũi bơ nhỏ, hoặc là bạn nào mua chai tinh dầu lớn sẽ được tặng thêm một chai tinh dầu nhỏ như thế này nữa. Có thể nói đây là một trong những chương trình khuyến mãi hời nhất năm 2023 này luôn, nên là các bạn nhớ tranh thủ nha. Và để kết thúc video này thì các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về tóc tai hay là có những kiểu tóc nào mà các bạn muốn nuôi trong dịp Tết năm nay thì hãy cứ để ở phần comment nhé. Mình sẽ xem qua và có thể là lên thêm một cái content nữa về chủ đề này tiếp tục để giới thiệu nhiều kiểu tóc hay ho hơn cho các bạn có thể có được những cái ngoại hình mới cho Tết năm nay. Ok, và cuối cùng thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo của Toàn Tóc Tai. Nhớ bấm follow và nút chuông bên phải đi nha. Đạt được 100.000 sub là mình sẽ giveaway rất là lớn đấy.